Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Kim Anh sẽ lên clip này để trả quẻ bài cho cái em trai này. Thì em trai này tuổi là sinh năm 1998, là tuổi Mậu Dần. Thì trước khi bước vào xem quẻ, mọi người cũng nhớ like, comment và đăng ký ủng hộ giúp cho Kim Anh nha. Thì qua đây Kim Anh cũng cảm ơn cái em trai này. Em trai này nói nhờ chị đăng clip của em lên, em gửi chị ít tiền tổ, tiền quẻ bài. Thì hôm nay thì Kim Anh cũng lên clip này và cũng cảm ơn em trai. Thì nói chung trên con đường bổn mạng của bạn bây giờ hiện tại cho thấy bạn là đứng vào cái mạng là thành đầu thổ. Mà cái mạng thành đầu thổ này là tượng trưng cho một cái bức tường thành rất là vững chắc, cho nên cho thấy trong cuộc đời của bạn á, bạn là một con người cứng rắn, gan dạ, anh hùng. Nhưng mà trong tương lai của bạn á, thì nói chung bạn sẽ có được cái số lãnh đạo tốt. Còn nói về con đường sự nghiệp của bạn thì tuổi càng cao thì sự nghiệp nó càng cao. Còn hiện tại bây giờ trên con đường bổn mạng của bạn cho thấy là rạng rỡ sáng suốt lắm. Nhưng mà tâm trạng của bạn thì đang ở tư thế là mong chờ. Năm nay nói về trên con đường bổn mạng của bạn mà bạn đang hy vọng hay mong chờ một cái vấn đề gì thì nói chung là sẽ có được sự thành công. Và sự thành công của bạn là đạt được 80%. Nhưng mà sự thành công này đến được với bạn là phải bắt đầu từ tháng 6 đổ về tháng 9 âm lịch. Thì sự thành công của bạn nó mới đạt được sự như ý và tốt đẹp được. Còn nói về trên con đường đi nước bước, trên con đường bổn mạng của bạn á, thì cho thấy bạn là có số ly hương. Đúng ra bạn mà có ước mơ ly hương xuất cảnh làm ăn hoặc là một cái vấn đề gì đó, nếu như bạn có ước mơ thì bạn sẽ đạt được, hy vọng đạt được ước mơ của bạn. Còn như bạn có số ly hương là giống cuộc đời của mình á, mình đi làm tự lập tự tạo ở đây ở đó nhiều chứ không có thích là làm ở tại quê hương. Còn mà trên vào đường bổn mạng của bạn thì cho thấy á, bạn tuổi càng cao á, thì sự nghiệp của bạn là càng đẹp. Bạn mơ ước quyết định một cái vấn đề gì thì nói chung bước vào từ cái tuổi 24 về tới 29 á, thì mọi sự thành công của bạn á, bạn sẽ đạt được cơ hội rực rỡ và bước lên tầng bước một của cái sự thành công. Nói về trên con đường bổn mạng của bạn á, thì hiện tại cho thấy là bạn nhờ vào đất của tứ thân phụ mẫu rất là tốt, đất của ông bà thì dày, cho nên nhắc bạn trong cuộc sống của bạn á, là tương lai bạn làm ăn có thể là ăn trên ngồi trước, làm thầy làm chủ tốt chứ không có sợ thua sút bạn bè. Nhưng mà năm nay thì nhắc bạn về thứ nhất là về phương tiện xe cộ đi lại thì bạn nên từ từ, không có nên vội vàng nóng nảy, không hay không tốt. Thứ hai nữa nói về trên con đường công danh của bạn thì bạn nhờ vào cái đất của ba đời, cho nên là bạn muốn làm ăn một cái vấn đề gì á, mọi sự việc trên con đường công danh tiền tài của bạn nói chung á, bạn là đạt được kết quả đẹp hết. Nhưng mà năm nay nói về cái tuổi Mậu Dần này á, thì thứ hai nữa là bạn cần cẩn thận giúp cho Kim Anh tháng 7 này coi chừng bị hao tài mất của, như là có ai đến vay mượn bạn về một cái vấn đề gì tiền bạc, hoặc là rủ rê bạn hợp tác làm ăn cộng tác một cái vấn đề gì á, thì bạn cũng không có nên nhận lời mà hãy nên từ chối, vì có thể là người ta đến lừa gạt mình hoặc là mình sẽ gặp vấn đề gì đó mất mát hao của thì không có tốt. Hoặc là trên phương tiện làm ăn cũng vậy, cẩn thận coi chừng bị rơi rớt hao hụt. Còn nói về con đường mạng đạo của bạn thì nói chung cuộc đời của bạn về đường công danh này cũng vậy. Từ tuổi 24, 29 về tới tương lai thì bạn sẽ ăn trên ngồi trước, làm thầy làm chủ. Trong cuộc sống của bạn, nói về con đường tiền tài của bạn á, thì từ tuổi 24 về tuổi 29 là bạn có thể nắm giữ vững được tiền rồi, và bạn cũng có thể sử dụng tiền theo ý thích của mình được rồi. Tại theo ơn trên cho thấy thì là bạn là một con người cầm của rất là sớm. Nếu nói về con đường hôn nhân gia đình hạnh phúc sau này, thì trên con đường tình cảm của bạn hiện tại bây giờ cho thấy bạn rất có duyên đi đến xa đường, bạn rất là hào hoa, được rất nhiều người thương kẻ mến. Trong hiện tại, trong đường tình cảm của bạn hiện tại bây giờ thì cho thấy là có hai người thương bạn chứ không phải là một người. Nhưng mà nhắc bạn một vấn đề là trên con đường tình cảm của bạn hiện tại bây giờ là bạn đang bị là vong âm theo. Mà vong âm này theo bạn không phải là mới theo ở đây, nhưng mà người ta theo bạn trong cái thời gian là từ 19 tới 20 tuổi. Thì cái thời gian này có thể nói là tình yêu tuổi học trò, hoặc là tình yêu tuổi mới chớm, hoặc là một cái vấn đề nào đó mà nghiêng về tâm linh á.
thì có thể nói nhiều khi bạn yêu người ta, hoặc là trong trường hợp người ta yêu bạn mà người ta gặp vấn đề gì đó trắc trở, hoặc là hoàn cảnh gì đó mà người ta qua đời, thì có thể là người ta theo bạn là thứ nhất. Còn thứ hai là giống trên phương tiện làm ăn của bạn, bạn đi đây đi đó, hoặc là nhiều khi mình đi thăm mồ mả ông bà nội ngoại gì á, dịp xuân dịp đồ đó, nhưng mà cái vòng nữ này người ta hợp căn hợp mạng với bạn thì người ta lại theo bạn, người ta dựa dẫm vào bạn để là có đôi có cặp nói chuyện nói trò đó, thì là cái trường hợp thứ hai. Là nói chung lại là hiện tại bây giờ trên con đường tình cảm của bạn là luôn luôn có cái vong âm này theo, cho nên để con đường tình duyên của bạn mà nó không gặp bị trống sóng gió trở ngại, không có cuộc tình mà nói như là tình đến đẹp mà tình chia tay không có lý do, thì tốt nhất là bạn nên cắt cái vong âm này, cắt cái duyên âm này. Chứ hiện tại nói chung theo quẻ bài cho thấy thì là bạn là rất là hào hoa, nhưng mà khi mà bạn thương một người nào đó, nói chung là chẳng những bạn thương người đó, người đó thương bạn, mà cả gia đình người đó cũng thương bạn nữa, nhưng mà không biết vì lý do gì thì giống y như là tình của bạn á, bạn yêu, bạn quyết định vững vàng chắc chắn, nhưng mà cuối cùng tới đoạn cuối là lại bị chia tay không lý do, là nguyên nhân là do cái vong âm này người ta tác động vào, có thể là tác động vào bạn, hoặc tác động vào người bạn gái, hoặc là tác động vào gia đình hai bên, thì làm cho cuộc tình của bạn á, là nó bị trục trặc ở giai đoạn cuối. Nhiều khi đường tình của bạn á, giống y như mình nói á, giống không có lý do gì hết, nhưng trong khi đó là mình rất là hào hoa, rất là có duyên, trong khi đó mình được người thương kẻ mến rất là nhiều. Giống y như là bạn thương người ta, nhiều khi người ta thương bạn, nhiều khi người ta không thương bạn, mà cái người bạn không thương á, thì người ta lại thương bạn rất là sâu sắc. Cho nên là cái mặt này á, là bạn cần phải cố gắng, chứ hiện tại bây giờ thấy cái vong âm này người ta chỉ mới dựa dẫm vào bạn có 50% thôi, mà đã làm cho con đường tình cảm của bạn đó đã bị gặp sóng gió trục trặc như vậy. Mà chẳng những là trên con đường tình cảm, nhiều khi trên con đường công danh làm việc của bạn cũng vậy, bạn tính việc này á, thì nó ra việc khác, nó không có theo được như ý mình. Thì tốt nhất là bạn nên cắt cái duyên âm này để con đường tiền tài sự nghiệp của mình nó được tốt đẹp hơn, và đồng thời con đường hạnh phúc của mình tương lai á, nó được hạnh phúc xong thông thả hơn, suôn sẻ hơn, không có bị gặp trục trặc sóng gió nữa. Đó là về con đường tình duyên của bạn là như vậy. Còn nói về trong cuộc đời của cái mạng thành đầu thổ này á, thì nói chung là thấy con người bạn á, là cuộc đời của bạn là quá tốt rồi, đủ tốt rồi ha. Đứa giống y như Đức thì nhờ vào ba đời tốt, cho nên nói về con đường sự nghiệp của bạn thì là vững vàng ở tương lai, tuổi càng cao thì sự nghiệp càng cao càng vững. Còn nói về trên con đường hôn nhân hạnh phúc của bạn là cái duyên của bạn, nếu như mà đến sớm với bạn là ở tuổi 24 này bạn sẽ gặp duyên. Còn thứ hai nữa là bước vào tuổi 27, mà ba nữa là tuổi 29. Nhưng theo về quẻ ơn trên cho thấy bạn tốt nhất là bạn nên lập gia đình ở tuổi trẻ, ở tuổi là muộn, chứ đừng nên lập gia đình ở tuổi sớm. Vì trong thời gian mà nếu bạn lập gia đình tuổi sớm á, thì cho thấy cái tuổi cái vận mạng của bạn nếu miếng kết hôn sớm thì dễ bị hai chiến đòi tình lắm. Cho nên về con đường vấn đề tình cảm hôn nhân của mình á, thì nên là kết hôn hơi muộn một chút thì sẽ bảo đảm được con đường hạnh phúc của mình nó được toàn vẹn hơn. Còn cũng như trên con đường tình cảm cho thấy hiện giờ bạn đang ở lân chừng, giống như là bạn giữa hai người bạn, mà bạn của bạn giữa hai người tình của bạn á, thì một người tình mới và một người tình cũ, thì hiện tại cho thấy bạn cũng đang lân chừng, không biết, giống kiểu mình không biết chọn lựa bên nào. Thì theo về ơn trên cho thấy trong hai mối tình á, thì có một người lớn tuổi, một người nhỏ tuổi, thì theo quẻ thì là bạn tốt nhất là bạn nên chọn cái người lớn tuổi á, thì sẽ tốt hơn là cái người nhỏ tuổi. Đó là theo cái quẻ bài cho thấy như vậy. Đó là nội dung cái quẻ bài của cái bạn trai này ha. Và mọi người vào xem á, mọi người có cái gì không hiểu, hoặc là thắc mắc vì sao lại có duyên âm, vì sao lại có tình yêu xét đánh, rồi vì sao lại có là tình mai mối, hoặc là vì sao... Nói chung là nó có nhiều thứ vì sao liên quan tới tình cảm lắm ha. Mọi người muốn tìm hiểu kỹ hoặc là thắc mắc một cái vấn đề gì thì có thể bình luận ở dưới giúp cho Kim Anh, hoặc là có thể gửi vào Zalo hỏi về con đường tình cảm của mình, con đường tình duyên của mình nó như thế nào, thì Kim Anh sẽ giải đáp cho mọi người nha. Rồi xin chào tất cả mọi người.